Rồi chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách để làm cái bẫy cá bằng chai nhựa. Đây mình có hai cái chai nhựa nha, một cái chai dầu ăn và chai dầu ăn lớn. Bây giờ mình sẽ cắt cái chai dầu ăn nhỏ này ra, mình làm cái miệng hôm nha. Giờ mình sẽ cắt cái chai này ra. Rồi giờ mình sẽ cắt cái này ra và làm cái hôm nhỏ đang vừa cái đít của cái chai này. Đây mình được cái hôm nha các bạn. Giờ mình sẽ cắt tỉa theo cái miệng hôm nè, làm cho thành cái miệng hôm. Cắt là một hồi mình sẽ dùng rửa mình hôm mình bóp lại cho nó co lại nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ khoét cái đít chai lớn nè các bạn. Chai lớn mình khoét cái lỗ nặng mình vừa đặt cái miệng hôm này nha. Rồi mình đã khoét được cái lỗ dưới đít chai các bạn. Đó, giờ mình sẽ đưa cái miệng hôm vào đây. Mình sẽ cắt nhỏ bớt nha các bạn. Mình dùng lửa cái mình thơ cho nó nhỏ lại. Rồi khi cá nó chung vô nó ra không được nha các bạn. Cắt cái lỗ để mình buộc kỳ cái hôm nha các bạn. Bạn quét lỗ xung quanh cái chai nha, đừng cho nước nó chìm cái chai mình về nó kín hơi, nó sẽ không chìm nha các bạn. Rồi các bạn quét mấy cái lỗ xung quanh cái chai nha, để khi mình thả xuống nước ha, nó cái chai nó chìm nha các bạn, thì cái chai mình nó kín hơi nó khó chìm. Giờ mình xỏ tùng qua cái hôm nha các bạn. Tùng mình dùng kẽm nha, mình bắt ngang qua nha, đó ngang cái miệng hôm nè. Khi mà ăn con cá nó giới không tới, nó buộc nó phải chui vô. Mình để hơi xa xa chút nha mày. Đó, rồi cái mép cái miệng hôm nữa rồi. Đó, khi con cá nó chung vô đây nè, ăn giới tới nó phải chung vô. Mẹ mình làm hai bên dây cái dây rút là mình tháo đầu bên đây rồi mình cúp cá nha các bạn. Còn xung quanh thì mình đã khoét những lỗ để nó không hơi nè, đựng nước xuống nước thì nó chìm nè. Đó, còn mình là cái kẽm mình móc trùng.